Tin tiếp theo, quán cà phê xua đuổi khách Việt chỉ tiếp khách ngoại quốc ở Hội An. Hiện nay, nhiều cư dân mạng đang kêu gọi tẩy chay một quán cà phê ở Hội An sau khi có những tin đồn rằng quán cà phê này phân biệt đối xử. Theo báo Phụ Nữ Online, quán cà phê trên có tên là Ciclo Road ở đường Bạch Đằng, thành phố Hội An. Tờ báo phỏng vấn chị P, một nữ du khách đến từ Sài Gòn từng ghé thăm quán cà phê này vào ngày 7 tháng 9 cùng với chồng và một người bạn. Khi người bạn của chị hỏi người nhân viên rằng có thể kéo ghế ra chỗ khác được không, thì một người đàn ông của quán mời họ ra ngoài và cho biết ở đây không phục vụ. Chị P về nhà và kể lại câu chuyện với chủ nhà trọ, rồi bất ngờ khi biết chị chủ trọ cũng xác nhận từng bị như vậy. Theo hãng tin Sài Gòn News thì hồ sơ của quán cà phê trên trang TripAdvisor có 175 bài đánh giá với 102 đánh giá 5 sao và 15 đánh giá 1 sao. Tất cả những đánh giá xấu đều cho rằng quán cà phê kỳ thị chủng tộc. Ngoài các tài khoản từ khách du lịch Việt Nam cũng có những khiếu nại tương tự từ du khách người Thái, Nam Hàn và Trung Cộng. Kể từ khi tin tức về các nhận xét phân biệt đối xử xuất hiện, cư dân mạng đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay quán cà phê Ciclo Road và liên tục đăng tải những bình luận chê bai lên trang Facebook của quán. Vào ngày 16 tháng 9, ông Nguyễn Văn Lãnh, trưởng phòng văn hóa thông tin Cộng sản thành phố Hội An, có văn bản thông tin về vụ việc quán cà phê Ciclo Road xua đuổi khách Việt, chỉ tiếp khách ngoại quốc. Theo như văn bản thì bước đầu có thể khẳng định việc chủ quán cà phê từ chối phục vụ nhóm bạn của chị Phi là có thật.